Xin chào các anh, các chị, các bạn cũng như là các em đang theo dõi buổi livestream của Kế toán Việt Hưng vào tối thứ ba hàng tuần. Thì chủ đề hôm nay mình muốn chia sẻ tới các bạn đó là kinh nghiệm kế toán thuế tổng hợp trong lĩnh vực kế toán nhà hàng. Và với buổi livestream này có một món quà rất là đặc biệt dành cho 10 bạn đầu tiên thích trang và chia sẻ livestream này tới các hội nhóm cũng như là tới các bạn bè của các bạn để cùng nhau học hỏi kinh nghiệm. Xin chào bạn mến đang theo dõi livestream, chào bạn Đoàn Phương. Và về chủ đề hôm nay, chúng ta sẽ xoay quanh các nội dung liên quan đến nhà hàng các bạn nhé. Và thời gian mà kế toán Việt Hưng chia sẻ kiến thức kinh nghiệm vào tối thứ ba và tối thứ sáu hàng tuần và vào 8 giờ cho đến 9 giờ tối. Chỉ trong vòng 1 tiếng thôi nhưng mà chúng ta sẽ lĩnh hội được rất là nhiều kiến thức. Các bạn tranh thủ. Chào bạn Phương. Trong kế toán về nhà hàng thì ngoài kiến thức về chúng ta cần phải nắm được cách hạch toán theo thông tư 133 hay là thông tư 200 thì về mặt hồ sơ chứng từ khá là quan trọng. Đặc biệt đó là các cái vì trong nhà hàng có các vật tư mua về mà không có hóa đơn thì các bạn sẽ phải làm như thế nào để trong quá trình quyết toán thuế sau này mà chúng ta sẽ giải trình được một cách khoa học tốt nhất. Trong buổi chia sẻ hôm nay thì mình sẽ chia sẻ các kiến thức về hạch toán, hồ sơ cũng như là các cái kinh nghiệm mà khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân cũng như là các cái vấn đề liên quan sau báo cáo tài chính của lĩnh vực nhà hàng. Các bạn hiện tại đang làm trong công ty nhà hàng và sắp tới đi nhận việc hoặc là đang làm dịch vụ kế toán của mạng này thì với cái buổi chia sẻ này chúng ta sẽ thoải mái đặt các cái câu hỏi và mình sẽ giải đáp một cách triệt để cho các bạn. Chào bạn Thu Hà Đông. Các bạn chuẩn bị câu hỏi nhé. Chuẩn bị câu hỏi. Xin chào bạn Đăng Đoàn. Bạn Đoàn có gửi tới Trung tâm Việt Hưng câu hỏi như sau. Tôi lấy hóa đơn dịch vụ ăn uống từ một doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề kinh doanh mã 5510. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày và chi tiết là khách hạng nhà khách, nhà nghỉ, kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Kế toán công ty em không chấp nhận vì sợ mua bán hóa đơn. Em muốn hỏi là doanh nghiệp có mã đăng ký kinh doanh như trên thì có được xuất hóa đơn dịch vụ ăn uống không ạ? Mình có nhận được câu hỏi của bạn Đoàn và hỏi về nội dung như trên thì mình xin được trả lời như sau. Về mã 5110 thì theo như thông tin chúng ta tra cứu ở trên thông tin công ty ở trên mạng thì mã 5110 chính xác đó là dịch vụ khách sạn lưu trú ngắn ngày. Và trong trường hợp này thì kế toán của bạn sợ là bạn mang hóa đơn của việc mua bán hóa đơn của công ty ma, tức là công ty không có thực tế. Tuy nhiên là mình cái việc thắc mắc của kế toán thì cũng không có gì là sai. Tuy nhiên là bạn sẽ giải thích với kế toán như sau. Ngoài cái lĩnh vực công ty về khách sạn có cái mã 51
5 năm 10 ấy là dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Thì ngoài ra còn có thêm mã 5 6 10 là về nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động, không bao gồm quán bar, vũ trường, karaoke. Như vậy thì cụ thể bạn có thể vào trang dịch vụ thông tin chấm để đăng ký kinh doanh, đăng ký kinh doanh viết tắt bạn nhé, chấm gov.vn để tra cứu thêm thông tin. Như vậy thì với cái việc mà bên dịch vụ chính cái mã 5 5 10 bạn bên công ty này mình khẳng định họ vẫn xuất được nội dung là tiếp khách ăn uống. Như vậy là cái việc kế toán, như vậy là qua cái câu trả lời của kế toán Việt Hưng thì bạn sẽ giải thích với kế toán của bạn là yên tâm với cái hóa đơn của mình lấy về. Như vậy thì mình vừa trả lời xong câu hỏi của bạn Đăng Đoàn. Bạn Đoàn đã hiểu về nội dung mà kế toán Việt Hưng vừa chia sẻ chưa ạ? Nếu và bạn còn có những vướng mắc gì, hãy đặt thêm câu hỏi ở dưới để mình trả lời. Bạn Đoàn ơi, bạn thấy cái buổi livestream này hữu ích thì bạn hãy chia sẻ vào các hội nhóm cũng như là like trang để cho bạn hoặc là bạn bè của bạn, để cho tất cả chúng ta đều được học hỏi cái kinh nghiệm từ kế toán Việt Hưng. Và sau khi các bạn chia sẻ hay là like trang thì các bạn để lại email phía dưới để nhận được phần quà từ kế toán Việt Hưng là không là một khóa học thực tế về nhà hàng và đặc biệt là một phần mềm kế toán phục vụ cho công việc kế toán của bạn. Tiếp theo, kế toán Việt Hưng có nhận được câu hỏi từ Facebook Thu Hà. Em có nhận thêm dịch vụ về làm bên nhà hàng, nhưng khi xuất vật tư chế biến, món ăn, vật liệu bị thừa, chưa biết giải quyết thế nào, chị cho em ít kinh nghiệm được không ạ? Cảm ơn bạn là Thu Hà đã theo dõi buổi livestream của kế toán Việt Hưng. Mình sẽ chia sẻ cái câu trả lời với câu hỏi của bạn Thu Hà như sau. Rất là chúc mừng bạn vì bạn đã tự tin làm một cái mảng kế toán dịch vụ về nhà hàng. Tại vì nếu như bạn làm được kế toán nhà hàng thì bạn sẽ làm được rất nhiều lĩnh vực khác liên quan. Thế nhưng lưu ý, ở đây bạn đang muốn là các cái vật liệu bị thừa, chưa biết xử lý như thế nào. Trên thực tế mà khi làm về kế toán nhà hàng, thì cái việc cân đối vật tư là một vấn đề quan trọng của kế toán. Và theo những cái buổi livestream hôm trước, mình có chia sẻ về cái định mức của kế toán sản xuất. Thì vì công ty nhà hàng cũng là một lĩnh vực sản xuất món ăn, mà theo quy định hiện nay từ năm 2014 thì các bạn sẽ không cần phải nộp định mức cho cơ quan thuế. Và định mức này thì chúng ta sẽ linh động được theo từng nhà hàng mà bạn đang làm. Vậy nên lời khuyên của kế toán Việt Hưng là hãy cân đối định mức sao cho cái vật tư thừa trong nhà hàng là ít nhất, hạn chế nhất. Bởi vì khi làm báo cáo tài chính thì chúng ta nên để tài dư nợ của tài khoản 1 năm 2 là bằng không là tốt, hoặc cho còn dư thì chỉ dư rất ít thôi. Nếu trong trường hợp bạn muốn xử lý cái vật liệu thừa thì vật liệu thừa này
vẫn được phép cho vào giá vốn. Nhưng mà nếu như trong trường hợp giá vốn của thành phẩm chính thì mình sẽ theo dõi qua tài khoản 6322 và tách ra một chi tiết là một. Còn những cái vật tư thừa thì mình sẽ cho vào, vẫn cho vào chi phí 154 hoặc 621 theo từng thông tư, và cái chuyển nó sang 63222 để nhằm mục đích là sau khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, mình có thể loại trừ chi phí này ra khỏi B4 nếu như mình cảm thấy, mình thiết nghĩ là nó hợp lý, nghĩa là mình đã cân đủ rồi, chi phí của mình ổn rồi thì mình loại nó ra để tránh sau này thuế phát hiện ra, thuế cũng có thể loại mình trong trường hợp là vật tư thừa này thì mình sẽ làm động thái đấy trước. Còn nếu trong trường hợp mà công ty bạn đang lợi nhuận lớn thì bạn có thể là xem lại định mức để sao cho mình không nên để vật tư thừa này để lãng phí chi phí đầu vào của mình. Và bằng câu trả lời của kế toán Việt Hưng thì bạn Thu Hà Đông đã nắm bắt được cái thêm ít kinh nghiệm trong cái kế toán dịch vụ nhà hàng của mình chưa ạ? Kế toán Việt Hưng rất là sẵn lòng tư vấn thêm cho các bạn học viên. Vậy vào tối thứ ba hàng tuần và tối thứ sáu hàng tuần các bạn đặt câu hỏi lên đây nhé. Bạn Thu Hà Đông, nếu mà thấy câu trả lời của kế toán Việt Hưng hữu ích thì bạn hãy chia sẻ cái buổi livestream này lên các hội nhóm cũng như là bạn bè làm kế toán của mình để được học hỏi thêm kinh nghiệm. Xin chào bạn Hoài, cảm ơn bạn. Kế toán Việt Hưng thấy câu hỏi của Facebook Bích Trần. Facebook Bích Trần có hỏi kế toán Việt Hưng: chào chị, một số mặt hàng mua của cá nhân như rau, cá, gà, hải sản không có hóa đơn đầu vào thì làm thế nào cho hợp lý? Xin cảm ơn câu hỏi của bạn Bích Trần, và mình sẽ giải đáp câu hỏi của bạn Bích Trần như thế này. Đối với lĩnh vực về nhà hàng thì rất nhiều công ty mua vật tư rau củ quả, thịt cá, hải sản mà không thể nào lấy được hóa đơn, bởi vì trên thực tế công ty các bạn mua của người nông dân tự sản xuất ra, và hoặc là chúng ta mua ở ngoài chợ, và cái việc không có hóa đơn, thế chẳng nhẽ là không có hóa đơn thì mình lại không làm thế nào để khắc phục vấn đề này? Và ở thông tư điểm mà điều 2 thông tư điều 4 điều 2 thông tư 96 và khoản 4 quy định là chúng ta được phép lập bảng kê 01 trên TNDN về, và cái mẫu này được quy định ở thông tư 78 năm 2014. Bạn sẽ tải cái mẫu bảng kê này ở trên giáo trình của nhà hàng tại cái trang web kế toán Việt Hưng.com. Sẽ có các cái mẫu biểu liên quan của việc chế biến các cái loại vật tư mua vào không có hóa đơn, thì bạn Bích Trần sẽ liên hệ với trung tâm, để lại email ở phía dưới, trung tâm sẽ hỗ trợ gửi cho bạn thêm cái mẫu 01 trên TNDN. Như vậy là theo cái điều 2 khoản 4 thông tư 96 năm 2015 thì quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Ví dụ như là các cái chi phí của doanh nghiệp mua hàng hóa dịch vụ không có hóa đơn hoặc không được phép lập bảng kê theo mẫu 01 trên TNDN thông tư 78 nhưng lại không lập bảng kê thì sẽ không được loại trừ
Vậy thì theo cái thông tư 96 này quy định chi phí không được loại không được ghi nhận vào chi phí nếu như chúng ta không lập bảng kê. Vậy và trong những trường hợp là mua nông lâm thủy sản của người sản xuất đánh bắt trực tiếp bán ra, vậy thì chúng ta sẽ áp dụng ngược lại của cái điều 4 thông tư 96 này là chúng ta sẽ lập bảng kê 01 trên TNDN. Vậy thì mình đã giải đáp như vậy, bạn Miss Trần đã nghe có hiểu không? Và nếu cần tư vấn thêm thì bạn sẽ đặt câu hỏi phía dưới. Và bạn Bích Trần, nếu mà thấy câu hỏi câu giải đáp của kế toán Việt Hương hữu ích thì bạn Bích Trần sẽ chia sẻ vào các hội nhóm liên quan đến kế toán. Cũng như là bạn bè của mình đang làm kế toán để chúng ta học hỏi thêm kinh nghiệm về kế toán nhà hàng. Mình thấy hôm nay rất nhiều bạn quan tâm đến lĩnh vực này và các bạn đã đặt khá nhiều câu hỏi và mình cũng đã trả lời một số câu hỏi của các bạn, nhưng mà chưa thấy các bạn chia sẻ thì các bạn cố gắng chia sẻ thêm cho các bạn để chúng ta cùng học hỏi thêm kinh nghiệm từ kế toán Việt Hưng. Và kế toán Việt Hưng tất cả đều chia sẻ trên kiến thức thực tế mà các anh chị kế toán có kinh nghiệm từ 10 năm trở lên. Cho nên là kiến thức của chúng ta nhận được nó là rất thực tế và bổ ích để chúng ta phục vụ cho công việc mai sau hoặc là và công việc mai sau và hiện tại. Kế toán Việt Hưng chào bạn Nhi. Bạn Nhi có gửi tới câu hỏi cho kế toán Việt Hưng. Dạ em chào cô ạ. Cô hướng dẫn giúp em cách lập hồ sơ cho việc thu mua vật tư không có hóa đơn đầu vào, mua của nông dân, người bán ngoài chợ. Cũng đồng câu hỏi với các bạn đang hỏi về vấn đề bảng kê thu mua, nội dung tương tự đối với lĩnh vực nhà hàng. Vì nhà hàng như mình vừa có chia sẻ là các vật tư chủ yếu mua của người nông dân, mua của những người bán hàng ở ngoài chợ. Khi cân đối vật tư thì chúng ta nên cân đối nguyên vật liệu vừa đủ. Thì thường thường trong vấn đề hạch toán chúng ta sẽ cố gắng cân đối theo cái doanh thu mà chúng ta đang có để cân ngược lại cái nguyên vật liệu phù hợp. Thế thì để hợp lý hóa được nguyên vật liệu đầu vào, các bạn sẽ lập cái bảng kê 01 TNDN. Ở đây bạn Lê Nhi muốn hỏi về cách lập hồ sơ thì hồ sơ của những vật tư không có hóa đơn đầu vào bao gồm một nhỏ đó là mẫu 01 trên TNDN theo thông tư 78 và sửa đổi ở thông tư 96. Sửa đổi thông tư 96 là về nội dung thôi, còn về mẫu vẫn là ở thông tư 78 bạn đi nhé. Thứ hai đó là hợp đồng mua bán. Mặc dù đối với người nông dân thì mình vẫn nên lập một cái hợp đồng nguyên tắc. Tuy nhiên khi quyết toán thuế, mỗi một hợp đồng nguyên tắc là chưa đủ. Bởi vì cơ quan thuế sẽ yêu cầu bạn cung cấp các cái bảng kê liên quan đến từng lần thu mua. Và lưu ý kinh nghiệm của kế toán Việt Hưng là chúng ta hãy lập những cái bảng kê này có giá trị mỗi lần nên nhỏ hơn 20 triệu đồng, không nên để lớn hơn 20 triệu đồng. Bởi vì chúng ta thường hay thanh toán bằng tiền mặt. Thứ ba đó là chứng từ thanh toán. Ở đây nếu như chúng ta mua hàng lập bảng kê nhỏ hơn 20 triệu đồng thì chúng ta thanh toán bằng tiền mặt được. Còn nếu như những cái bảng kê mà có giá trị lớn hơn 20 triệu đồng thì các bạn nên chuyển khoản từ tài khoản công ty các bạn sang cá nhân là người cung cấp tư. Và có một vấn đề nữa mà để hợp lý hóa hồ sơ nhất, đó là bạn xin được cái chứng nhận, ví dụ như bạn mua của những người tự sản xuất ra
như là người nông dân, nuôi cá, nuôi gà, tức là một cái giấy chứng nhận. Cái này cũng bạn có thể xác nhận ở nơi mà người cung cấp thực phẩm người ta ở, tức là người ta có nông trại đấy. Ví dụ như là cá, tôm, cua thì mình xin được cái giấy xác nhận đấy, là hồ sơ của bạn như vậy là chắc chắn đầy đủ để khi quyết toán thuế bạn sẽ không bị gạt chi phí ra. À, như vậy thì với câu trả lời của kế toán Việt Hưng, bạn Nhi đã hiểu chưa ạ? Nếu còn vấn đề gì chưa hiểu về kế toán nhà hàng thì bạn Nhi cứ đặt câu hỏi lên đây. À, mình xin chia sẻ thêm. Và bạn Nhi ơi, để cho các bạn của mình hiểu được về các cái kinh nghiệm trong các lĩnh vực nhà hàng, khách sạn thì bạn Nhi hãy chia sẻ vào các hội nhóm liên quan đến kế toán và bạn bè của mình. Trung tâm Việt Hưng cảm ơn bạn Nhi đã dành chút thời gian chia sẻ cái buổi livestream này. Kế toán Việt Hưng thấy bạn ở Facebook Trâm Nguyễn, bạn có hỏi là: chào chị, cho em hỏi nếu làm bảng kê 01 trên TNDN cho những nguyên vật liệu nấu ăn, bảng kê này em làm chi phí cho công ty là hợp lệ. Tổng chi phí trên bảng kê 01 trên TNDN có phải tính lên tổng một năm và đóng tiền thuế cho chi cục thuế không ạ? Kế toán Việt Hưng xin trả lời câu hỏi của bạn Trâm Nguyễn như sau. Cũng theo thông tư 96 năm 2015 quy định, chúng ta được phép lập bảng kê 01 trên TNDN theo thông tư 78. Và với cái hồ sơ mà mình vừa chia sẻ cho bạn Lê Nhi đấy, thì chúng ta sẽ không phải đóng bất kỳ một số tiền nào cho chi cục thuế cả. Tại vì là đây là đầu vào của mình được hưởng chi phí thôi. Và mình đã chứng minh được toàn bộ về mặt hồ sơ công ty bạn đã làm đủ thì mình không phải đóng cái loại thuế gì cho cơ quan thuế. Nó không phải giống như là thuế thuê nhà mà mình thuê ở cái mức lớn hơn 100 triệu một năm mà mình phải đóng cái loại thuế này đâu. Vậy thì kế toán Việt Hưng xin trả lời và khẳng định với bạn Trâm Nguyễn là chúng ta không phải đóng loại thuế nào trong trường hợp lập các cái bảng kê 01 trên TNDN này. Tức là mình sẽ chế biến hồ sơ sao cho hợp lý là được rồi. Với giải đáp như vậy từ kế toán Việt Hưng thì bạn Trâm Nguyễn đã hiểu hết được ý nghĩa của nó và ý nghĩa của việc là chúng ta cần lập cái bảng kê 01 trên TN như thế nào và chúng ta sẽ không phải nộp thuế loại thuế gì cho cơ quan thuế. Thì bạn Trâm Nguyễn thấy cái buổi livestream này hữu ích thì bạn hãy chia sẻ vào các hội nhóm cũng như bạn bè của bạn đang làm kế toán để chúng ta cùng nhau học hỏi. Vâng, Trung tâm Kế toán Việt Hưng cảm ơn bạn Lê Nhi. Vậy thì nếu bạn Lê Nhi còn có những câu hỏi gì thì bạn có thể đặt ở phía dưới hoặc bạn có muốn tham khảo thêm về phương pháp làm của kế toán nhà hàng thì bạn để lại thông tin email để trung tâm sẽ liên hệ và cấp cho bạn một giáo trình miễn phí về nhà hàng để bạn học hỏi thêm. Còn 30 phút nữa là mình sẽ chia sẻ hết tất cả những cái kinh nghiệm về kế toán nhà hàng. Các bạn tiếp tục đặt câu hỏi lên đây để mình xin được giải đáp. Một số bạn học viên cũ, có những bạn học viên học trung tâm Việt Hưng, có những bạn tới là 10 năm, 9-10 năm rồi.
Nhưng mà các bạn ấy cũng rất là muốn học hỏi từ các cái kinh nghiệm của các anh chị của kế toán Việt Hưng. Đây là các bạn cũng rất là hay đặt câu hỏi trên Zalo để kế toán Việt Hưng trả lời. Tuy nhiên là với cái buổi chia sẻ thực tế như thế này thì các bạn sẽ đặt được nhiều câu hỏi hơn. Mình tiếp tục trả lời cho bạn có Facebook là bạn Thúy Linh. Chào chị cho em hỏi bảng kê 01 trên TND có phải dưới 20 triệu không ạ? À? Thì không có quy định nào quy định là mình phải làm dưới 20 triệu bạn nhé. Tuy nhiên là nếu như mà chúng ta thanh toán bằng tiền mặt thì nên sử dụng bảng kê dưới 20 triệu thôi thì nó sẽ hợp lý hơn. Tại vì có quy định là nếu hóa đơn lớn hơn 20 triệu, ở đây là bảng kê thôi, không phải hóa đơn, nhưng mà mình sẽ tránh những trường hợp rủi ro cho doanh nghiệp. Cho nên chúng ta sẽ nên lập dưới 20 triệu nếu mà thanh toán bằng tiền mặt. Còn nếu công ty bạn chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của cá nhân đấy thì bạn lập bảng kê trên 20 triệu thoải mái, không vấn đề gì. Thế thì bằng cái sự chia sẻ của kế toán Việt Hưng thì bạn Thúy Linh đã hiểu được ý nghĩa của cái bảng kê 01 trên TND chưa ạ? Và bạn Linh có thêm câu hỏi gì nữa thì bạn cứ đặt ở đây. Chị sẽ xin trả lời chi tiết để bạn nắm bắt thêm. Bạn Linh hiện tại bạn Linh đang làm doanh nghiệp gì nhỉ? Ngoài cái doanh nghiệp nhà hàng khách sạn này, vài cái lĩnh vực về nhà hàng thì bạn Linh có làm thêm doanh nghiệp nào không ạ? Và có những cái câu mặc dù là buổi chia sẻ hôm nay liên quan đến nhà hàng, nhưng các bạn có thể đặt các cái nội dung khác nếu mà mình cảm thấy đang cần thì các bạn cứ đặt ở đây. Mình sẽ xin chia sẻ. Tiếp theo mình xin trả lời câu hỏi của bạn Hoài Phạm. Bạn Hoài Phạm có hỏi kế toán Việt Hưng câu hỏi như sau: cho em hỏi bên nhà hàng thì em hiểu làm các tài khoản 621, 622, 627, 152, 156 rồi. Vậy làm bên mảng khách sạn thì cần phải sử dụng những tài khoản nào ạ? Vì bên em có cả nhà hàng và có cả khách sạn nên không hiểu tính như thế nào về khách sạn. Có một số anh chị bảo khách sạn cho hết vào 641. Vậy thì tiền điện, tiền nước, tiền internet thì phải làm sao? Và kế toán Việt Hưng nhận được câu hỏi của bạn, mình sẽ trả lời như sau. Trả lời câu hỏi của bạn Hoài Phạm như sau. Tức là ở đây bạn Hoài Phạm đang sử dụng thông tư 200. Nên là các bạn sẽ phân ra 621 là nguyên vật liệu, 622 là nhân công trong nhà hàng. Tức là bếp, người đứng bếp, cũng như là các cái bộ phận liên quan đến bếp tạo trực tiếp tạo ra món ăn. 627 là chi phí chung, ví dụ như các cái chi phí ga hóa lỏng và các cái chi phí bảo hộ găng tay thì chúng ta sẽ cho vào 627. Các cái chi phí 152 như là nguyên vật liệu mua của người nông dân hoặc mua của các công ty tôm, cua, thịt cá. 156 thì ở đây chính là các cái loại nước uống. Các loại nước uống, tất cả các loại nước uống đều cho vào 156 chứ không được cho vào 152. Bởi vì khi các bạn làm bảng kê chi tiết ra đối với khi bạn lập bảng kê chi tiết ra thì nó sẽ có các cái thành phẩm và các cái hàng hóa tương ứng. Và trong nội dung viết hóa đơn của khách sạn của nhà hàng thì chỉ ghi nội dung chung chung là tiếp khách thôi, nhưng quan trọng chính là cái cách chế biến bảng kê liên quan. Như vậy thì mình sẽ khẳng định lại để khẳng định thêm cái cách làm của bạn Hoài Phạm thì bạn đã sử dụng 621, 622, 627, 152, 156 là đúng rồi. Nhưng mà đối với bảng khách sạn thì bạn đang thắc mắc là không biết mình sử dụng tài khoản nào. Và đối với một công ty vừa nhà hàng vừa khách sạn thì kế toán Việt Hưng khẳng định là chúng ta sẽ có tồn tại
hai phương pháp giá thành song song. Tức là nó sẽ khó hơn một phương pháp giá thành. Chính vì thế, nếu như bạn đang sử dụng thông tư 200 thì bạn cũng vẫn tiếp tục sử dụng tiếp 621, 622, 627 cho mảng khách sạn để tính giá thành cho nó. Tuy nhiên, khi tính giá thành thì chúng ta phải biết phân bổ chi phí cho đồng đều giữa hai mảng. Và ở đây bạn đang hỏi là có một số anh chị bảo là khách sạn cho hết vào 641. Kế toán được thân khẳng định là sai. Không thể nào cho hết vào 641 được. Bởi vì 641 nó là chi phí bán hàng. Và chi phí bán hàng ở đây nó không liên đến chưa liên quan đến vấn đề của kế toán khách sạn. Và vậy thì bạn đã sai trong vấn đề hạch toán đưa khách sạn vào 641. Không hợp lý. Nó chỉ hợp lý đối với những công ty thương mại thôi, là chi phí bán hàng thôi. Vậy thì tiền điện, tiền nước, tiền internet phải làm thế nào? Trả lời bạn là kế toán Việt Hưng xin trả lời bạn là tiền điện, tiền nước, tiền internet là chi phí chung trong khách sạn. Sau đó các bạn sẽ đưa vào tài khoản 6278 hoặc 6277. Như vậy thì bằng cái sự chia sẻ của kế toán Việt Hưng, và bằng sự chia sẻ của kế toán Việt Hưng thì chắc là bạn Hoài Phạm đã hiểu là mình sẽ không thể nào đưa 641 vào trong khách sạn được, mà phải tương tự đưa các chi phí chủ yếu là sử dụng 627. 621 rất là ít, trong khách sạn không có. 622, 622 và 627, 152, 156 thôi. Và bạn Hoài Phạm nếu thấy cái câu trả lời của kế toán Việt Hưng hữu ích thì bạn sẽ chia sẻ lên các hội nhóm liên quan đến kế toán và bạn bè của mình đang làm kế toán để các bạn cùng nhau học hỏi kinh nghiệm vào tối thứ ba và tối thứ sáu hàng tuần. Cảm ơn bạn Hoài Phạm đã đặt câu hỏi tới kế toán Việt Hưng. Xin chào bạn Phạm Hiền. Bạn Phạm Hiền có gửi tới kế toán Việt Hưng câu hỏi như sau. Bạn Phạm Hiền có hỏi là chị ơi, chị có thể nói rõ hơn về hồ sơ mua của người đánh bắt hải sản không ạ? Kế toán Việt Hưng trả lời bạn Hiền như sau. Về hồ sơ của người đánh bắt hải sản cũng tương tự như thế, cũng tương tự như bạn là một bạn bạn Nhi có hỏi phía trên. Về mặt hồ sơ thì bạn Hiền sẽ làm một là hợp đồng mua. Hợp đồng thì hợp đồng này mình nên làm hợp đồng nguyên tắc thôi, bởi vì chẳng nhẽ là mình mua nhiều lần nào mình cũng làm hợp đồng thì nhân sự về mặt nhân sự không chuẩn bị được. Thế nên mình chỉ cần làm một cái hợp đồng nguyên tắc ghi rõ các cái điều khoản trên hợp đồng nguyên tắc là về điều khoản thanh toán, chất lượng, về mặt mua vật tư. Và kèm theo cái hợp đồng đấy thì chúng ta sẽ lập bảng cây 01 trên TND và các chứng từ thanh toán liên quan. Và về mặt đánh bắt hải sản, về những cái hồ sơ liên quan đến đánh bắt hải sản thì như mình có chia sẻ ở trên là chúng ta làm thêm một cái biên bản xác nhận là người người nông dân này người ta hiện tại đang làm cái công tác là đánh bắt hải sản. À, đây là bạn đang hỏi về dưới biển đấy, đánh bắt hải sản tự nhiên đúng không bạn Hiền? Tức là bạn Hiền đang hỏi là không phải là nuôi trồng mà là đánh bắt đúng không ạ? Nếu như mà theo đánh bắt hải sản này cũng là khoản 4 điều 2 thông tư 96 có quy định một câu như sau là các cái chi phí không được trừ khi xác định thu nhập trừ thuế nếu như không lập bảng kê 01 trên TND, trong đó có dòng là
mua hàng hóa nông lâm thủy sản của người sản xuất đánh bắt trực tiếp bán ra. Như vậy thì đúng vào cái điều theo cái thông tư 96 năm 2015 quy định thì bạn Hiền có thể check lại thông tư và khẳng định là chúng ta gì nhỉ? Được phép lập bảng kê 01 trên TN và chỉ cần làm như thế là đủ rồi. Không cần phải xác nhận, nếu bạn không người ta không thể xác nhận cho mình được vẫn đủ điều kiện để chúng ta tính vào chi phí hợp lý nhá. Còn nếu chúng ta xin được thêm cái biên bản xác nhận là họ là người đánh bắt nông thủy sản tự nhiên nữa thì càng tốt. Như vậy là kế toán Việt Hưng đã trả lời câu hỏi của bạn Phạm Hiền. Vậy bạn đã hiểu về vấn đề này chưa ạ? Và có thể tự xử lý được về nội dung này không? Bạn Hiền để lại cho trung tâm email hoặc là Zalo cho chị. Chị sẽ gửi thêm về cái hồ sơ liên quan này. Sau khi bạn làm xong báo cáo tài chính thì về mặt sổ sách chúng ta sẽ hoàn chỉnh thêm kiến thức đối với một cái bộ hồ sơ đầy đủ của việc mua vật tư của những người nông dân không có hóa đơn. Ở đây bạn Thúy An có gửi câu hỏi nhưng mà mình lại không nhìn thấy câu hỏi của bạn Thúy An nhỉ? Bạn đang hỏi trả lời giúp em. Bạn Thúy An có thể đặt lại được không nhỉ? Tại sao lại không nhìn thấy nhỉ? Như vậy thì bạn Phạm Hiền hỏi thêm. Nếu như đánh bắt tự nhiên thì cần gì? Cần thêm cái thủ tục gì? Ngoài cái thủ tục mà kế toán Việt Hưng vừa chia sẻ xem vừa chia sẻ cho bạn thì như vậy là đủ rồi. Đánh bắt tự nhiên đấy chính là đánh bắt như câu họ bạn vừa mới hỏi ở trên đấy, đó là cũng là những cái mẫu liên quan đến cái câu mà kế toán Việt Hưng trả lời cho bạn Nhi đấy. Hồ sơ như thế là rất là đầy đủ rồi bạn Hiền nhé. Ở đây trung tâm kế toán Việt Hưng có nhận được email của bạn Phạm Hiền rồi và kế toán Việt Hưng sẽ gửi bộ hồ sơ đầy đủ nhất từ kế toán Việt Hưng vào cho email của bạn. Bạn nhận được thì phản hồi lại cho kế toán Việt Hưng. Và bạn Hiền cũng có hỏi luôn là về nuôi trồng thì cần gì? Nuôi trồng cũng tương tự như là đánh bắt thôi. Thì mình cũng chuẩn bị các cái mặt hồ sơ pháp lý để chuẩn bị cho quá trình quyết toán thuế sau này như là câu trả lời của kế toán Việt Hưng đối với bạn Nhi lúc nãy. Bạn xem lại thì bạn sẽ nắm bắt ghi ra và bằng email của kế toán Việt Hưng thì bạn sẽ có toàn bộ cái hồ sơ liên quan rồi. Mình nhìn thấy câu hỏi của bạn là Thúy An. Bạn hỏi là công ty mình mua lại nhà hàng, nhà ăn. Công ty mình mua lại nhà hàng ăn để làm nhưng chưa chưa sang tên được công ty. Vậy mình làm hợp đồng thuê với nội dung tiền thuê hàng năm và được phép sửa chữa cần thiết nhưng vấn đề là tiền điện họ viết cho công ty đang đứng tên nhà cho thuê. Và để tính tiền điện vào chi phí hợp lý, mình cần những thủ tục gì? Đây là một trong những cái câu hỏi rất là hay và rất là cần đối với kế toán. Như bạn An có chia sẻ là công ty bạn ấy mua lại nhà hàng nhưng mà chưa sang tên được. Cho nên là chưa sang tên nhưng mà chưa đăng ký sang tên công ty được. Và công ty bạn ấy làm hợp đồng thuê cửa hàng hàng năm. Thì như vậy, chi phí thuê cửa hàng này sẽ được tính vào chi phí hợp lý và phân bổ vào chi phí của hàng tháng qua tài khoản 2.2. Cái này chắc là bạn Thúy An đã nắm được rồi. Tuy nhiên câu hỏi của bạn An ở đây là tiền điện, tiền nước và các cái chi phí liên quan
và đang hiện tại đang đứng tên của cái chủ nhà cho thuê ấy. Vậy thì bây giờ mình muốn hợp thức hóa về mặt thủ tục mà cái thuế vào vẫn được tính vào cái chi phí hợp lý, thì bây giờ cần phải làm những thủ tục gì? Thì cũng tại thông tư 96 năm 2015, thì cái thông tư 96 này nó nói rất nhiều về các cái chi phí được trừ và chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Nó bổ sung theo cái điều 4 thông tư 96/2015 và bổ sung cho thông tư 78/2014. Nó quy định là các cái chi phí, nó quy định như sau. Và cái mình sẽ tóm gọn cái thông tư này. Nó nói là nếu như doanh nghiệp thuê địa điểm kinh doanh trực tiếp thanh toán cho nhà cung cấp điện không có hóa đơn tiền điện tiền nước, thì trong trường hợp mà mình thanh toán mà không có hóa đơn và không có hợp đồng thuê địa điểm thì công ty bạn sẽ không được trừ vào chi phí hợp lý. Còn trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm kinh doanh sản xuất ra tiền để thanh toán tiền điện tiền nước mà có hợp đồng thuê, có hóa đơn chứng từ liên quan và có số lượng nước sử dụng, điện sử dụng, và thì trong trường hợp này công ty bạn vẫn được tính vào chi phí hợp lý. Và hồ sơ cần như sau. Thứ nhất đó là hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh. Trong hợp đồng này ghi rõ công ty bên bạn là người phải trả tiền điện, tiền nước. Và tốt nhất chúng ta nên lưu ý là hợp đồng này các bạn đi công chứng được thì càng tốt. Thì nó lại càng có cái tính xác thực là công ty bạn đang thuê địa điểm của cái công ty mà cho thuê, cái đối với bên nhà cung cấp cho thuê, và có hóa đơn tiền điện tiền nước. Tuy nhiên về nội dung trên hóa đơn là không mang tên công ty bạn mà mang tên cái công ty mà cho thuê, thì bạn sẽ có chứng từ thanh toán đối với công ty bạn với cái công ty mà cho bạn thuê địa điểm, và có cái chứng từ thanh toán của bên cho thuê đối với nhà nước, đối với bên cung cấp điện ấy. Bởi vì như vậy là bạn đang ở làm một cái khâu trung gian, bạn là người thanh toán cho bên cho thuê địa điểm, và thì bạn muốn được khấu trừ, được tính vào chi phí hợp lý. Cái phần khấu trừ là bạn không sẽ không tính vào khấu trừ nhá, mà bạn chỉ tính vào chi phí thôi, cái tiền thuế bạn cho luôn vào cái giá trước thuế đấy, để bạn tính vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp thôi, bạn không được khấu trừ trong trường hợp này. Và bằng cái câu trả lời của kế toán Việt Hưng thì bạn Thúy An đã hiểu và được có thêm cái kinh nghiệm cho cái công tác kế toán của mình chưa ạ? Nếu như bạn Thúy An thấy cái buổi livestream này hữu ích thì bạn sẽ chia sẻ vào các hội nhóm liên quan đến kế toán và bạn bè của bạn đang làm kế toán để chúng ta cùng nhau học hỏi thêm kinh nghiệm vào tối thứ ba và tối thứ sáu hàng tuần của kế toán Việt Hưng. Nếu mà các bạn thấy cái buổi livestream của chị Lam hôm nay mà hữu ích thì các bạn cho like mạnh vào, thả ít quả tim vào cũng như là chia sẻ vào các hội nhóm giúp chị để chúng ta các bạn ấy, nhiều bạn cũng rất là muốn đặt câu hỏi nhưng mà vì chưa biết được cái thông tin là tối thứ ba và tối thứ sáu hàng tuần kế toán Việt Hưng chia sẻ kinh nghiệm ở trên Facebook. Bạn Thúy An có trả lời lại là chị dạy rất là dễ hiểu. Chắc là bạn Thúy An có nghe kênh YouTube của kế toán Việt Hưng. Và bên kế toán Việt Hưng luôn luôn chia sẻ các kiến thức kinh nghiệm bằng rất là nhiều kênh, ví dụ như là kênh YouTube hay là Facebook. Thì chúng ta sẽ tiếp tục
của bên trung tâm sẽ tiếp tục chia sẻ các cái video mới trên YouTube, cũng như là chia sẻ thêm các kiến thức vào tối thứ ba, tối thứ sáu hàng tuần. Có những cái lĩnh vực rất là mới mà có thể các bạn đang làm ở công ty này về doanh nghiệp nhưng mà chuyển sang về lĩnh vực nhà hàng, chúng ta sẽ rất là vỡ ngỡ. À, vì vậy là bằng cái buổi chia sẻ này, cái Toán Việt Hưng là mong là sẽ giải đáp được một số kiến thức để các bạn làm đỡ vất vả hơn trong quá trình thực hiện công việc. À, cảm ơn bạn à, Hoàng Thúy. Không biết là bạn Hoàng Thúy có câu trả lời, có câu hỏi. À đây rồi, bạn Thúy có khen là chương trình rất bổ ích nhưng mà mình lại, chị lại chưa nhìn thấy câu hỏi của bạn Thúy. À, bạn Thúy có hỏi kế toán Việt Hưng câu hỏi như sau. Chị ơi cho em hỏi câu này, trong công ty nhà hàng tiền ga hóa lỏng hạch toán như thế nào theo thông tư 200? Kế toán Việt Hưng cảm ơn bạn Hoàng Thúy đang theo dõi cái buổi livestream của kế toán Việt Hưng. Thì kế toán Việt Hưng trả lời như sau. Cái tiền ga hóa lỏng là một chi phí, thực ra hóa ga hóa lỏng nó là một chi phí trực tiếp đấy, nhưng mà chúng ta hạch toán thì sẽ hạch toán vào chi phí chung. Ở đây là chúng ta sẽ hạch toán theo thông tư 200 thì đưa vào tài khoản 6278 là chi phí mua ngoài khác. Nếu như trong trường hợp mà công ty bạn tháng nào cũng lấy tiền ga về thì cho thẳng vào 6278 theo thông tư 200. Và nếu như các bạn nào ở đây mình kế toán Việt Hưng trả lời luôn là nếu dùng theo thông tư 2133 thì các bạn sẽ đưa vào 154. Tất cả khi chúng ta hạch toán là đều đưa vào 154, không cần phải tách ra là 1541, 1542, 1543, 1544. Thì có thể nếu các bạn dùng phần mềm khác thì làm như thế, nhưng đối với cái phần mềm mà trung tâm đang hướng dẫn ở đây là Visa thì chúng ta sẽ đưa vào 154 theo khoản chi phí. Như vậy thì kế toán Việt Hưng trả lời các bạn với bạn Hoàng Thúy là nếu bạn sử dụng thông tư 200 thì sẽ sử dụng tài khoản 6278 và thông tư 133 thì sẽ sử dụng là nợ 154, nợ 133 và có tài khoản liên quan 111 nếu thanh toán tiền mặt, 331 nếu chưa thanh toán cho nhà cung cấp. Mình thấy có rất nhiều bạn bình luận đặt câu hỏi và bằng những kiến thức rất là thực tế trong quá trình làm việc của kế toán Việt Hưng thì mình có chia sẻ rất là nhiều kiến thức. Tuy nhiên là mình chưa thấy các bạn chia sẻ vào các hội nhóm. Các bạn giúp mình chia sẻ vào các hội nhóm nhé. Có Facebook của bạn là Hồng Phúc. Bạn Hồng Phúc muốn hỏi về kinh doanh dịch vụ taxi. Về kinh doanh dịch vụ taxi thì mình xin trả lời câu hỏi của bạn như sau. Ba câu hỏi của bạn là khá chung chung. Về dịch vụ taxi, nó là thuộc về vận tải. Mà về vận tải ở đây thì nó cũng là một loại hình dịch vụ. Thì tùy theo bạn đang sử dụng thông tư nào, nếu thông tư 200 thì nguyên vật liệu chính taxi ở đây thì chủ yếu là dùng bằng xăng chứ không phải là đi vận tải đường bộ, là xe tải dùng bằng dầu. Điểm khác của dịch vụ taxi là dùng bằng xăng. Sau đó thì bạn sẽ sử dụng các tài khoản chính là 621 nguyên vật liệu, 622 chi phí nhân công, 627 là chi phí chung. Tuy nhiên là để xây dựng được một cái định mức
hề đối với việc dụng taxi này, và sau khi cân giá thành thì các bạn vào phân hệ giá thành để xem xét theo cái phần tỷ trọng của các vật trên vật tư, nhân công, trên chi phí chung sao cho phù hợp cho cái lĩnh vực này. Thì các bạn cần phải nắm bắt cả một cái hệ thống, nên là với cái câu hỏi với cái giải đáp của kế toán Việt Hưng thì dịch vụ taxi bạn sẽ sử dụng các cái tài khoản 621 là tiền xăng, 62 là nhân công lái xe, 627 là các chi phí chung như là tiền bảo hộ lao động, tiền khấu hao tài sản cố định là xe ô tô, tiền phân bổ công cụ dụng cụ như là lốp và các cái công cụ khác để cấu thành lên giá thành của dịch vụ taxi. Thời gian và chia sẻ kiến thức kinh nghiệm của kế toán Việt Hưng vào tối thứ ba cũng sắp hết rồi. Các bạn còn những câu hỏi nào, các bạn sẽ comment lên đây để kế toán Việt Hưng sẽ chia sẻ thêm. Và buổi tối là vào tối thứ sáu thì bạn Thu Hương sẽ chia sẻ các cái kiến thức liên quan đến kế toán khác. Thì các bạn nhớ đón xem, và khung giờ là từ 8 giờ đến 9 giờ. Chào bạn Vũ Trường ạ. Bạn còn có vấn đề gì? Bạn Trường thì bạn ấy làm dịch vụ kế toán khá là nhiều. Bạn có công ty nào liên quan đến về nhà hàng thì bạn chia sẻ lên đây, mình sẽ giải đáp thêm. Bạn Trường là học viên cũ của trung tâm. Chị cho em hỏi, bây giờ hóa đơn trực tiếp khách không xuất được bảng kê đúng không ạ? À, bạn Trường đang hỏi về vấn đề liên quan đến hóa đơn điện tử, phải không bạn Trường? Nếu mà liên quan đến hóa đơn điện tử thì bắt buộc các doanh nghiệp là từ tháng 11 năm 2020 thì tất cả các doanh nghiệp đều phải sử dụng hóa đơn điện tử. Và đối với hóa đơn điện tử thì vì nó có số dòng, nhiều dòng và không có hạn chế như là hóa đơn giấy. Hóa đơn giấy là chỉ có 10 dòng thôi, thì nhiều khi mình không viết hết được 10 dòng, tức là với cái số lượng nhiều hơn 10 dòng thì mình sẽ không đủ để mình viết lên hóa đơn giấy, thì mình viết được là kèm theo bảng kê. Còn đối với hóa đơn điện tử thì mình sẽ tự đánh được bao nhiêu dòng cũng được, cho nên cơ quan thuế sẽ có quy định là không được dùng bảng kê, không được dùng bảng kê. Thế thì cái này để tránh trường hợp là kế toán xuất là nội dung chung chung trên hóa đơn, sau đó sẽ chế biến bảng kê khác với cái bảng kê mà người nhận nhận được ấy. Bởi vì khi kiểm tra thì cơ quan thuế chỉ kiểm tra được chéo được về mặt hóa đơn thôi, cơ quan thuế kiểm tra chéo được đấy. Tại vì mình đi quyết toán trong một cơ quan thuế cũng là một người đó quản lý hai công ty. Thì người ta kiểm tra công ty A xong một thời gian lại kiểm tra luôn công ty B, thì là người ta đã nắm được hết công ty A rồi, đã sang kiểm tra công ty B một cái thì người ta đã biết ngay là bạn có kê khai khớp với bên công ty A hay không. Thì về mặt hóa đơn là người ta sẽ check được trên hệ thống phần mềm của họ, check được. Thế đối với bảng kê không check được, nên là bây giờ để hạn chế thì cơ quan thuế đã yêu cầu cho không được viết, mình chỉ viết trực tiếp trên bảng kê luôn. Nhưng mà nói gì thì nói, đối với mảng nhà hàng này mà cân luôn được mã thành phẩm trên hóa đơn thì rất là khó, đòi hỏi là kế toán sẽ phải
có kinh nghiệm và cân đối luôn, đến đâu là mình sẽ cho ra thành phẩm hàng hóa liên quan trên cái bảng kê đấy để viết khớp với cái nội dung mà bán xuất cho khách. Tức là mình sẽ ghi các cái món ăn trực tiếp ở trên bảng kê luôn, trên hóa đơn luôn. Do đó nó sẽ là một vấn đề không có lợi cho kế toán, nhưng mà đấy là luật rồi, luật thì mình phải tuân thủ. Và còn trong cái khóa học về nhà hàng chuyên sâu của kế toán Việt Hưng có chia sẻ thêm vấn đề này, thì bạn là Vũ Trường sẽ để lại email hoặc là liên hệ thêm với trung tâm để được hiểu sâu hơn về vấn đề viết hóa đơn trong nhà hàng. Có cách nào mà không viết bảng kê được không, và không không lập bảng kê à, có tức là trong cách viết hóa đơn có cách nào mà mình không phải viết trực tiếp nhiều dòng ở trên hóa đơn hay không? Như vậy là theo luật là bạn cũng trường hiểu rồi đúng không? Theo luật có nghĩa là mình sẽ phải viết hóa đơn trực tiếp các cái dòng mà không dùng bảng kê. Tuy nhiên là để mình tránh cái việc là mình phải cân đối ngay và cân đối sai không sửa được, với xuất hóa đơn nó không sửa được nhưng bảng kê thì mình có thể sửa, thì bạn trường sẽ để lại email, trung tâm Việt Hưng sẽ gửi các cái nội dung thêm để bạn nắm bắt được chi tiết hơn của vấn đề này. Và đến bây giờ thì mình cũng buổi kết thúc cái buổi chia sẻ này, và chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã dành chút ít thời gian theo dõi buổi livestream này và đã chia sẻ vào các hội nhóm giúp cho kế toán Việt Hưng. Chúc các bạn luôn luôn hoàn thành tốt cái công việc của mình trong quá trình làm kế toán, và kế toán Việt Hưng sẽ luôn đồng hành chia sẻ các kinh nghiệm bổ ích cho các bạn trong quá trình các bạn làm việc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào thứ sáu, các bạn là Thu Hương chia sẻ. Cảm ơn các bạn.